thưa quý vị, Paris Trà Đàm rất hân hạnh được For the Love of Vietnam mời đồng thực hiện với chương trình đặc biệt để kỷ niệm về Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với sự tham dự đặc biệt của Hải quân Trung úy Đinh Quang Truật. Thưa Trung úy, trước hết, Đinh Đại xin thay mặt cho chương trình Paris Trà Đàm và For the Love of Vietnam gửi lời chào đến Trung úy và xin cảm ơn Trung úy đã bỏ thời giờ quý báu để chia sẻ những kiến thức của Trung úy về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin Trung úy cho biết đôi nét về mình. Vâng, thưa toàn thể quý vị cũng như các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới thân mến. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn anh Đình Đại và nhóm Paris Trà Đàm cũng như nhóm Follow of Vietnam đã cho tôi có cơ hội tham dự buổi văn nghệ để chào mừng Ngày Quân lực 19 tháng 6 sắp tới đây. Vâng, để trả lời câu hỏi của anh Đình Đại, tôi xin phép để được giới thiệu đôi nét về cá nhân của tôi. Tôi, Hải quân Đinh Quang Truật, cấp bậc cuối cùng của tôi trước ngày mất nước là Trung úy. Nhân cái chi tiết về khóa học của tôi ấy, thì tôi cũng mạo muội xin phép quý vị để tôi nói một chút về cái thời điểm mà chúng ta những người miền Nam Việt Nam đều có lưu ý tới. Đó là cái thời gian Việt Nam hóa chiến tranh. Thì thưa quý vị, vào cái nhiệm kỳ của Tổng thống Richard Nixon thì như quý vị biết, Hoa Kỳ là một đồng minh chính đã giúp Việt Nam Cộng Hòa để làm một mặt trận để ngăn chặn làn sóng đỏ từ miền Bắc xâm chiếm Việt Nam, cũng như là để ngăn chặn cái sự xâm nhập của Cộng sản vào vùng Đông Nam Á nói chung. Thì do những cái sự toan tính của chính quyền Hoa Kỳ, do đó vào giữa năm 1969, Tổng thống Richard Nixon đã thay đổi cái chính sách của đồng minh Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Do đó họ đã theo thời gian lần hồi sẽ trao trả lại cái quyền lèo lái quốc gia cũng như là chiến tranh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho Việt Nam Cộng Hòa của mình, để đương đầu với làn sóng đỏ từ phương Bắc tràn xuống. Do đó Việt Nam Cộng Hòa đã phải đứng ra để đảm nhận cái nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà có chương trình là bành trướng cái quân lực, mà đặc biệt là đối với Hải quân. Là thưa quý vị, vì chúng ta được biết là nước Việt Nam cái bờ biển rất là dài nói chung, và ngay cả miền Nam cũng vậy. Do đó cái vai trò của Hải quân Việt Nam rất quan trọng. Do đó chính vì để làm cái công việc để mà tự mình đảm đương cái công việc đấu tranh để chống lại Cộng sản, do đó riêng về quân chủng Hải quân đã gia tăng về quân số và đặc biệt là sĩ quan. Do đó tôi được tuyển mộ vào cái tài nguyên của khóa 20 Nha Trang. Nhưng mà vì cái số lượng của sinh viên sĩ quan quá đông, mà cái khả năng mà dung chứa khóa sinh ở trường Hải quân Nha Trang chỉ có hạn thôi, chỉ có 3 khóa. Mà do đó cái khóa 20 rất là đông. Do đó cái túc số cần thiết cho cái khóa đó đã cắt lại. Và chúng tôi khá đông các sinh viên sĩ quan đã tạm thời được cái sự sắp xếp của Bộ Tổng Tham mưu cũng như là của khối quân huấn cho chúng tôi được huấn luyện tạm thời tại trường Bộ binh Thủ Đức. Do đó tôi đã tham dự cái khóa huấn luyện ở trường Võ Bị Thủ Đức là khóa 669. Sau đó tôi được phục vụ tại cái đơn vị hải quân đầu tiên là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Duyên Hải, tức là ở căn cứ hải quân Cát Lở. Và cũng may mắn tôi được trở về Sài Gòn để test sinh ngữ, để được đi du học hải nghiệp tại Hoa Kỳ khóa 12 OCS. Chính vì vậy cái gốc gác của tôi là tuy rằng tài nguyên của khóa 20, nhưng mà tôi lại học trường Bộ binh Thủ Đức rồi sau đó học hải nghiệp ở Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, đó là một vài chi tiết về cái cá nhân của tôi. Thưa anh Đình Đại.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú ý rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cùng hát với Đình Đại một số nhạc phẩm về những người lính thì còn có ca sĩ Thu Sương mà chúng ta thấy ở đây. Thì xin mời chị Thu Sương có đôi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn Đình Đại và xin chắc là gọi là bằng chú. Dạ vâng, thưa quý vị, Thu Sương rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay để mà tham dự một cái chương trình rất là đặc biệt và xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Dạ vâng, nói về quân đội Việt Nam Cộng Hòa là nói về một đề tài rộng lớn với rất nhiều khía cạnh lý thú và quan trọng. Trong khuôn khổ của một chương trình rất khiêm tốn, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến những khía cạnh tình cảm mà người lính Việt Nam Cộng Hòa đã dành cho người yêu, người vợ, cho gia đình và cho Tổ quốc. Có lẽ đó là những giá trị bất biến đã khiến cho hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa, bảo quốc, an dân vẫn luôn nằm ở một vị trí trang trọng nhất trong trái tim của riêng Đình Đại. Và Đình Đại cũng nghĩ rằng trong trái tim của rất nhiều người. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không chỉ được biết đến qua những trận đánh kiêu hùng mà còn được biết đến bởi sự hào hoa, phong nhã. Trong những lúc đen tối nhất của lịch sử, ở những khúc quanh nghiệt ngã của đời người, thì người lính năm xưa ấy cũng vẫn kiên gan, bền chí, uy vũ, bất năng khuất như đã có từ ngàn xưa. Và vẫn luôn giữ cho mình một tình yêu cao đẹp dành cho con người, dành cho đất nước. Những tình cảm cao đẹp ấy chúng ta sẽ cảm nhận được qua những bài hát bất hủ đã được viết trong suốt chiều dài của những tháng năm bi tráng hay mãi cho đến sau này trên bước đường lưu vong. Đình Đại xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Bài hát này Đình Đại xin trình bày cùng với tiếng hát Thu Sương. Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc cô phòng, còn người gặp núi bên rừng trên mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh kha, ngài khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi người người nói tiếp câu thề dành lấy quê hương. Hỡi người anh thương chưa tròn thề ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho mình diệt mộng thắm kết duyên. Phương trời anh đi xa rồi bạn đi, đêm nằm gối xuống chung ánh trăng, nhưng đôi đường ly cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng dù nơi chiến tuyến mịt mờ mưa bay, lòng anh vẫn nhớ tình người hôm nay. Đường đi biên giới xa, lòng này thanh với tang bồng,
đừng làm má thâm phai hồng buồn lắm em. Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát dập dìu bên hoa, còn trong bóng dáng người mình thương yêu. Ngày mai xa cách nhau, một người góc núi chân đèo, còn người đôi bóng cô phòng đêm đông một bóng. Còn đây đêm cuối này, đàn ai réo rắt nhạc lòng chia ly, sợ khi nước mắt buồn người ra đi. Đường mây chân núi xa, dầu ngàn nắng lưa mưa sầu, lòng người nhớt khuyết không đầu, dành lấy mai sau. Hỡi người anh thương, chưa tròn thể ước, nhưng tình đất nước ôi lớn lao, không đành lòng dệt mối thâm riêng tư. Trời anh đi xa xôi vạn ly, đêm nằm cuối xuống trong ánh trăng, cho người này gợi nhớ thương người kia, và xin em yêu người đi giúp nước nào màng danh chi, cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy. Đời dâng cho núi sông, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu mãi phai hồng buồn lắm em. Đời dừng cho núi sông, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu mãi phai hồng buồn lắm. Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát khúc tình ca Hàng Hàng Lớp Lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, được nhà xuất bản Minh Phát phát hành vào năm 1965. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một sĩ quan bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang cấp bậc đại tá. Đồng thời, ông còn là nhạc sĩ sáng tác nhiều tác phẩm bất hủ như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Hải Ngoại Thương Ca, Anh và hàng chục ca khúc khác. Ông sinh vào năm 1932 và mất năm 2018 tại Sài Gòn. Sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc nuối và sự kính trọng vô biên của người mộ điệu dành cho ông, với tư cách là một nhạc sĩ tài hoa và là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có dịp trình bày thêm một số ca khúc tiêu biểu của ông. Và bây giờ, xin Trung úy
cho biết đôi nét về lịch sử cũng như vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc nội chiến Bắc Nam cách đây hơn 50 năm. Vâng, thưa anh Đình Đại, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn trẻ thân mến, tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, chúng ta biết rằng sau khi ký Hiệp định Geneva về chia đôi đất nước vào năm 1954, bọn Việt Cộng đã manh nha cái ý đồ muốn thôn tính miền Nam Việt Nam chúng ta. Và để dọn đường cho cái ý đồ đen tối, tham vọng của chúng, chúng đã móc nối với một số trí thức u mê của miền Nam để đẻ ra cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam vào năm 1960, để làm công cụ cho chúng dễ bề xâm chiếm miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và kể từ đó, chúng ra sức đánh phá và làm suy yếu tiềm lực quốc gia của miền Nam Việt Nam bằng đủ mọi thủ đoạn, cộng thêm tình hình rối ren trong nội bộ chính trị của miền Nam qua nhiều thời kỳ. Do đó, vai trò của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được đưa lên hàng đầu trong nghĩa vụ bảo quốc và an dân. Do nghị quyết quốc phòng ngày 13 tháng 4 năm 1949, quân đội Việt Nam được thành lập lúc đầu với cái danh hiệu là Vệ binh Quốc gia. Tập hợp quân đội này được kết hợp các lực lượng quân sự của ba miền Nam Trung Bắc, và sau này có sự hợp lực và của các giáo phái của miền Nam đã quy thuận và quay trở về hợp tác với chính quyền quốc gia miền Nam. Và quân số của quân đội quốc gia Việt Nam lúc đó, tức là vào khoảng năm 49, là 45.000 người. Và vào ngày 11 tháng 5 năm 1950, thì Thủ tướng lúc bây giờ là ông Trần Văn Hữu tuyên bố thành lập quân đội quốc gia với lập trường chống cộng, và quân số lúc đó được gia tăng lên ở mức độ khoảng 60.000 người. Và thưa quý vị, ngay từ khi chấp chính vào tháng 7 năm 1954, thì chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã phải đương đầu với sự nổi loạn của một số lực lượng giáo phái, điển hình là lực lượng Bình Xuyên cùng với quân đội của giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo. Thì vào tháng 9 năm 1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cử Đại tá Dương Văn Minh để mở chiến dịch Hoàng Diệu, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lúc đó đã phải ra tay để truy quét các lực lượng Bình Xuyên, tại đặc biệt là tại cái khu vực rừng sát. Vâng, thưa anh em Bình Đại, đó là một vài nét để chúng ta biết được cái lịch sử của ngành quân lực. Vâng, và vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn mà một mất một còn đối với Cộng sản. Vâng, thưa anh Bình Đại. Dạ vâng, xin cảm ơn Trung úy. Dạ thưa vâng, chúng ta được biết rằng nền đệ nhất Cộng Hòa đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể quy tụ sức mạnh quân sự về cho quốc gia, ngọ hầu tập trung sức lực để truy quét những cơ sở mà Cộng sản Bắc Việt còn cài cắm lại ở miền Nam. Mặc dù theo quy ước của Hiệp định Geneva là hai chính thể thời bấy giờ là Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam kể từ vị tuyến 17 thuộc khối tự do, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc thuộc khối độc tài Cộng sản, phải rút toàn bộ lực lượng quân sự của mỗi bên về phần lãnh thổ thuộc thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, Cộng sản Bắc Việt vẫn duy trì những cơ sở bí mật tại miền Nam để khởi động chiến tranh phá hoại từ trong lòng Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây, để thay đổi không khí, xin quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mấy Dặm Sơn Khê, một sáng tác khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào năm 1957 qua tiếng hát Thu Sương. Anh đến thăm áo anh mùi thuốc súng, ngoài mưa khuya lê thê qua ngàn chốn sơn khê. Non nước ơi hồn
thiêng của núi sông, kết trong lòng thế hệ nghìn sau nối nghìn xưa. Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng, chờ mùa xuân tươi sang, nhưng mùa thầm chưa sang. Anh đến đây rồi anh như bóng mây, chốn phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà trời. Trời gió lộng nghìn
sau.